Chương 11 áp dụng template và style. Bài 1 cách sử dụng template khuôn mẫu. Bài 2 cách tạo một template cho riêng bạn. Bài 3 cách sửa đổi một template. Bài 4 cách áp dụng khuôn mẫu style. Bài 5 cách tạo style. Bài 6 kiểm tra kiến thức. Để tạo cái template, chúng ta sẽ mở hộp thoại New Document ra. Trong đó chúng ta sẽ chọn là install template, là template đã install sẵn trong máy tính ta. Ví dụ chọn dạng là phát, EKTFAT là dạng phát chúng ta đã có sẵn. Và để tạo cho chị bấm nút create để tạo ra. Để tạo một template riêng cho bạn, bạn sẽ click trong hộp thoại New Document, chọn My Template và tự thiết kế một template riêng cho mình. Bài 3 cách sửa đổi một template. 1. Click chọn Office button New hiển thị hộp thoại New Document. 2. Click chọn mục New from Existing mở hộp thoại New from Existing hiện ra. 3. Double click vào template của bạn để chạy template bạn cần mở hoặc click vào nút Create New. 4. Thay đổi nội dung văn bản hoặc các định dạng cần thiết trên template vừa mới mở. 5. Lưu trữ và đóng tư liệu mới sửa đổi lại. Như vậy, khi sử dụng template trong lần kế tiếp, bạn sẽ thấy nội dung template thay đổi. Bài 4. Cách áp dụng khuôn mẫu style. Word chia các style thành hai kiểu. Khuôn mẫu ký tự character style, khuôn mẫu đoạn paragraph style. Các khuôn mẫu ký tự có thể chứa các định dạng ký tự, trong khi các khuôn mẫu đoạn có thể chứa đựng cả các định dạng ký tự và định dạng đoạn. Các paragraph style thì thông dụng hơn. Mặc định Word sẽ tự động tạo và áp dụng các style dựa vào các định dạng của bạn. 1. Click chọn nút Office button, Word option, hộp thoại Word option trong mục Roofing. Click chọn nút Auto Correct option để hiển thị hộp thoại Auto Correct option. Click vào thẻ Auto Format As You Time. 3. Xóa tùy chọn checkbox có tên là Define Style Based on Your Formatting và chọn OK. 4. Danh sách các style nằm trong vùng style trên thẻ Home. Các kiểu định dạng mà bạn thấy sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng template nào, tùy thuộc vào việc bạn có tạo các style của chính bạn hay không. Lưu ý rằng Word hiển thị các style bằng một phông chữ theo kiểu style của bạn. Style được áp dụng tới đoạn văn chứa điểm chèn của bạn. Style có tên Heading 1 được áp dụng trong ví dụ này chứa đựng các mã cho font Arial 14 point. 6. Bạn có thể kiểm tra kiểu style nào được áp dụng tới một đoạn bằng cách click vào đoạn văn và quan sát danh sách các style trên hộp thoại danh sách style. 7. Word hiển thị tên của các style bên cạnh các đoạn văn được áp dụng. Để làm ẩn các vùng hiển thị style này, đơn giản là kéo đường viền tới mép trái của cửa sổ tư liệu. Lưu ý, khi bạn nhấn phím Enter ở cuối mỗi đoạn văn mà bạn vừa áp dụng một style, style áp dụng cho đoạn văn kế tiếp thay đổi về kiểu normal style, trừ khi bạn đã xác định một style đặc biệt theo sau. Để tạo một style mới, khi bạn đã định dạng xong tất cả, thì trong thể lệnh Home, trong vùng size, bạn sổ nút xuống, nút More xuống, và bạn sẽ lưu lại Save Selection as a New with Type. Đó, hộp thoại Create New Size Form Formatting sẽ hiện ra, bạn sẽ gõ tên của size mới vào. Click nút Modify để mở rộng hộp thoại ra, để chúng ta điều chỉnh. Click nút Format để thiết lập các điều chỉnh bên trong, ví dụ format về phông chữ, paragraph, tab, border, language, RAM, numbering, socket key.